Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn Maria Trương Thị Riễm mới qua đời, linh hồn Đa Minh, linh hồn An Tôn, linh hồn Maria, linh hồn Anna. Cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để cứu chuộc những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa hằng ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Con một Chúa và làm cho chúng con được tự do hoàn toàn. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà cho chúng con biết nhận Chúa làm lẽ sống và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu. Bài trích sách công vụ tông đồ. Khi đến Antiochia miền Philisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đường và nói: Thưa đồng bào Israel và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Dân cư thành Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giêsu. Khi kết án người, họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày Sa-bát. Tuy không thấy người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. Sau khi thực hiện tất cả mọi điều kinh thánh chép về người, họ đã hạ người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Galilê lên Jerusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho người trước mặt dân. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài khi làm cho Đức Giêsu sống lại. Đúng như lời đã chép trong Thánh Vị hai: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Đó là lời Chúa. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Chính ta đang vì quân vương ta tuyên tròn lên vị trí Sion, núi thánh của ta, tân vương lên tiếng. Tôi xin đặng song phong của Chúa, người phán bảo tôi rằng: Con là con của cha,
ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con là con của cha. Ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con cứ sinh rồi cha ban tặng muôn dân nước làm sáng nghiệp riêng, toàn coi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trường sáng đâm chung tan tành, nghiền nát chung như đồ sành đồ gốm. Con là con của cha. Ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Bây giờ đây hỡi các vua chúa, hay biết điều thủ lãnh trần gian, nào tính ngô đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa, hay khiếp rung phủ phục dưới chân người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phần tin mừng chúng ta vừa nghe là phần khởi đầu trong những chương theo tin mừng Gioan được gọi là diễn từ ly biệt. Phần đoạn này là những câu đầu tiên, gần như là một sự khởi đầu để những lời gọi là ly biệt của Đức Giêsu với các môn đệ thân yêu của Ngài trước khi Ngài thực hiện cuộc trao đổi bằng giá máu để cứu chuộc muôn người. Và lẽ tất nhiên khi nói đến chữ ly biệt, chúng ta thường nghĩ đến một cảm xúc không phải là vui nhưng là buồn. Và đồng thời có rất nhiều điều, rất nhiều thứ mà không chỉ các môn đệ mà chính bản thân Đức Giêsu cũng rất đau đớn để có thể cho thấy được rằng những điều Ngài muốn nói, những điều Ngài muốn dạy, những điều Ngài muốn trao cho các môn đệ của mình dường như vẫn chưa hoàn thành hay là chưa trọn vẹn. Và cũng chính điều này mà trong những lời lẽ chúng ta sẽ nghe tiếp từ giờ cho đến ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tất cả những điều ấy gợi lên cho chúng ta một cảm xúc không phải là một nỗi buồn nhưng thay vào đó là một niềm vui. Bởi vì những điều mà Ngài nói với các môn đệ trong diễn từ ly biệt, Ngài đã dần dần và từng bước để thực hiện một cách nào đó để không chỉ cho chính các môn đệ mà cho cả toàn thể giáo hội và những ai muốn tin, muốn bước theo và muốn sống cùng với Đức Kitô. Trong lời lẽ chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ qua câu hỏi của Tô-ma:
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và chính con đường ấy, chứ không phải con đường khác, là con đường dẫn người ta đến một sự sống viên mãn, mà qua đó chính Ngài đã tự hủy để trở nên con đường để chúng ta bước theo, để chúng ta đi trên con đường ấy. Thầy là sự thật. Đúng, bởi vì chính Thiên Chúa không ai khác, Ngài không có bất kỳ một tì vết nào để đi ngược lại với bản tính của Ngài. Bản thân của Ngài là Thiên Chúa, là đấng toàn vẹn, thì như thế nơi Ngài không bao giờ có một tì vết để có thể chống lại chính Ngài. Và như vậy, một lần nữa, qua những gì mà Đức Giêsu nói với các môn đệ và chính chúng ta ngày hôm nay, Ngài luôn luôn là sự thật trọn vẹn, hoàn hảo. Và nếu ai sống trong sự thật ấy thì kẻ ấy sẽ được cứu độ. Thưa cộng đoàn, trong tâm tình của mùa phục sinh, chúng ta được hướng, được gọi mời hướng về ánh vinh quang mà nơi đó không ai có thể chiếm được hay là lấy mất được. Và chính ánh sáng ấy, hào quang ấy, sự sống ấy là bởi Thiên Chúa. Và nếu ai tín trung, ai tín thành với những gì mà chúng ta đã kết ước với Ngài, thì kẻ ấy không bao giờ bị bước ra khỏi ánh sáng của Thiên Chúa, cũng không bị loại trừ ra khỏi chính cuộc sống vĩnh cửu của Ngài. Và hơn thế nữa, không chỉ trong đời sau mà ngay cả ở đời này, chính những điều mà Đức Giêsu đã hứa và đã thực hiện trước mắt các môn đệ khi xưa như thế nào, thì ngày hôm nay, ngay lúc này, ngay bây giờ, Ngài vẫn đang thực hiện điều đó cho chúng ta. Xin cho tất cả chúng ta luôn cảm nhận và hiểu rõ hơn, thâm sâu hơn, và đồng thời nhìn đến chính cuộc đời của mình được Thiên Chúa luôn luôn đồng hành hướng dẫn, và trong đức tin mà chúng ta đặt tựa và dựa vào Ngài, trong đức tin ấy giúp chúng ta can đảm mạnh mẽ để có thể đi trọn vẹn đến cuối con đường, mà cuối con đường đó chính là hạnh phúc viên mãn muôn đời trong Đức Kitô. Amen. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ vượt qua này và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hạnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sa tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngược vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ làm
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.